Dạ Toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hôm nay anh Hai Thành có giao lưu 5 cây mai xứ Rễ đến dạo Thủ Đức nha quý cô chú anh chị. Và địa chỉ ở đây là ấp Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của anh là 0948 9694 là số của anh Hai Thành, cũng là Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay anh Hai có Zalo 5 cây. Thì mỗi cây là đến nơm hết nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì đầu tiên tôi sẽ vô cây mã số 1 ha. Cây mã số 1 này thì anh Hai ảnh có ghi cái thông số ra cái bao nè quý cô chú anh chị. Cây mã số 1 là hoành của nó là 19 nha quý cô chú anh chị. Cái hoành neo này là 19 nè. Còn chiều cao thì 1m8. Cao 1m8, ngang 1m5 ha. Cây chia cành rất là đều luôn nha quý cô chú anh chị. Cây là nụ quá xá nụ luôn. Này là mai dạo Thủ Đức là bông chùm nha quý cô chú anh chị. Đó, mỗi cái nhánh là nụ nó gì nè quý cô chú anh chị. Nụ đều gan luôn. Rễ thì nó đều ngang dai hết nha quý cô chú anh chị. Đấy đều ngang dai hết luôn. Cái hoành bề đế thì nó tầm khoảng là 3 tấc rưỡi cho đến 4 tấc quý cô chú anh chị. Rễ thì nó chạy tới đây ha. Hồi nãy thằng Toàn với anh Hai móc là chừng tầm khoảng nhiêu hả? Chứ rễ thì nằm tới hồi này ha. Đều ngang dai hết luôn. Điều ghen với chú anh chị à. Rồi cây mã số 1 này giao lưu với quý cô chú anh chị là 18 triệu là bao ship 200 km luôn nha quý cô chú anh chị. 18 triệu bao ship 200 km ha. Cái này là bông chùm luôn quý cô chú anh chị ơi. Chỗ nào không có nụ hết. Cây thì nó nhánh nó đều từ gốc tới ngọn luôn. Đấy nơm. Rồi tiếp tục Toàn qua cây mã số 2 ha. Thì mấy cây này không Toàn quay khách chốt hết mấy cây rồi. Tiếp tục qua cây mã số 2. Cây mã số 2 cây này chiều cao là 1m2 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao 1m2, tán ngang thì 1m5 ha. Này lùng lực nha quý cô chú anh chị, chi cành nó rất là đều luôn. Nụ nó này quý cô chú anh chị, quá xá nụ luôn rồi. Để Toàn quay vòng cái bồ đế cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Rễ quá xá rễ luôn. Đấy đều ngang dài luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này cái hoành eo của nó là hoành eo là 20 nha quý cô chú anh chị. Hoành eo này là 20 nè. Cây chia cành rất là đều luôn. Cậy quá nụ luôn quý cô chú anh chị. Rồi cây mã số 2 này thì anh Hai giao lưu là 16 triệu là bao ship 200 km luôn nha quý cô chú anh chị. 16 triệu bao ship 200 km ha. Rồi Toàn xin đọc lại ha. Cái chiều cao thì 1m2, tán ngang là 1m5. Hoành là 20 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây mã số 2 này anh Hai giao lưu với giá là
16 triệu là bao ship 200 km luôn. Rồi cây mã số số 3 với số 4, số 5 nó nằm ở kia nha quý chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số 3 luôn nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 3 này chiều cao nó là 1m8 ha. Tán ngang là 1m6 quý cô chú anh chị ạ. Này anh hai anh có ghi thông số sẵn rồi ha. Cây chia cành rất là đều luôn quý cô chú anh chị. Hoành eo này thì nó 18 nha quý cô chú anh chị. Hoành eo là 18, đế nơm là đều ngang dài luôn ha. Cây này chia cành rất là đều luôn quý cô chú anh chị. Đều từ gốc tới ngọn luôn ha. Rồi toàn sẽ quay vòng cho quý cô chú anh chị cho các bạn xem ha. Đấy đều ngang dây luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, đều từ gốc tới ngọn luôn. Rồi cây mã số 3 này anh hai giao lưu với giá là 16 triệu ha. 16 triệu là bao ship 200 km luôn nha quý cô chú anh chị. Cây chia cành rất là đều luôn. Nụ rất là nhiều nè quý cô chú anh chị. Đó, nụ đều ghen ha. Rồi toàn xin nhắc lại ha, cây mã số 3 này chiều cao của nó là 1m8, tán ngang là 1m6, hoành eo là 1m18 ha. Cây này cây mã số 3 này anh hai giao lưu với giá là 16 triệu là bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 4. Cây mã số 4 này thì cây mã số 4 này chiều cao của nó là 1m4 với cô chú anh chị. Chiều cao 1m4, tán ngang là 1m5 ha. Cây chia cành quý chú anh chị đều gan luôn. Cái này anh hai anh cắt tàn vô bớt ha. Rồi tao sẽ quay vòng cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Quá trời rễ luôn. Cây này chia cành rất là đều nha quý cô chú anh chị. Rồi, chia cành rất là đều luôn. Rồi toàn xin nhắc lại ha, cây mã số 4 này cao là 1m4, tán ngang là 1m5, hoành eo thì 23 ha. Cái hoành eo này là 23 nha quý chú anh chị. Cây chia cành đều từ gốc tới ngọn luôn. Rồi cây mã số 4 này anh hai giao lưu với giá là 18 triệu là bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho anh ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5 luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây mã số 5 cây này chiều cao nó là 1m8 ha. Tán ngang là 1m6 quý cô chú anh chị ơi. Cây chi cành lùng lực luôn ha. Đều từ gốc tới ngọn luôn quý cô chú anh chị ơi. Hoành eo của nó là 26 nha quý cô chú anh chị. Hoành eo đây là 26 ha. Nồi đế đặc luôn quý cô chú anh chị ơi. Để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Tại vì cái này anh hai định móc giá thể ra bớt quý cô chú anh chị ơi. Để gửi hàng, trong khi gửi hàng cho nó nhẹ tiền phí tí xíu ha. Quá trời củ đế luôn. Chi cành đều từ gốc tới ngọn luôn nha quý cô chú anh chị. Đều từ gốc tới ngọn luôn. Rồi tao sẽ quay vòng cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Rồi toàn đã quay một vòng cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Bây giờ xem để chia cành đi. Chia cành là điều dữ lắm nha quý cô chú anh chị.
Rồi, cây này bị thấy nhánh này. Rồi, tao xin nhắc lại ha, cây mã số 5, cây này chiều cao của nó là 1m8, tán ngang là 1m6, hoành neo là 26 nha mấy cô chú anh chị. Và cây này cái mã số 5 là anh Hai giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 20 triệu là bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây là đang nụ nè. Cái nhánh gãy này không sao nha quý cô chú anh chị, cái nhánh này chỉ là cái nhánh nhỏ thôi, vì mình cắt bỏ. Thì hôm nay nhà anh Hai Thành cũng có giao lưu là 5 cây mai sữa rễ đến nồm đẹp giảo Thủ Đức. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho anh ha. Và ở đây anh Hai bán là bao ship là 200 km luôn quý cô chú anh chị ơi. Thì ngoài hôm nay anh Hai ngoài giao lưu mai sữa rễ ra, thì ở đây anh Hai cũng có giao lưu bán mai giống sữa rễ luôn nha quý cô chú anh chị. Thì khi nào cây thành phẩm thì anh Hai sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Đây là nhà của anh Hai nha quý chú anh chị, nhà anh Hai phía trong kia là vòng vòng đây mai của anh không đó. Và sẵn tiện hôm nay Toàn cũng sẽ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cái bảng hiệu mai vàng của anh Hai Thành ha, thì nằm phía bên này nè quý cô chú anh chị ơi. Đây hai cây này gửi cho ông chú bên Đồng Tháp. Đây thì gần cầu sắt thơm gom luôn nha quý cô chú anh chị. Thì từ cầu sắt thông gom này chạy về nhà Toàn tầm khoảng là 10 cây số. Đây quý cô chú anh chị, đây là cầu sắt thông gom ha. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích mai sữa rễ đến nôm đẹp á, thì đến nhà vườn của anh Hai Thành thì ở đây là gần cầu sắt thông gom. Là đây cái bảng hiệu nè quý cô chú anh chị. Đây là cái bảng của anh Hai Thành ha. Là phía trên kia là cầu sắt thông gom nha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay anh Hai giao lưu 5 cây mai sữa rễ nó nôm đẹp. Và cũng rất mong là quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho anh Hai ha. Và thời lượng video của Toàn đã khá dài, Toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị và các bạn Toàn khép lại cái video. Cuối video Toàn cũng xin mến chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Có quý cô chú anh chị và các bạn nào yêu thích video của Toàn á, thì hãy xem xong và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho Toàn ha, để Toàn có động lực ra những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ bye bye.